Xin chào quý vị và các bạn, quay trở lại với chương trình trải nghiệm sản phẩm của Oshima. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn đó là sản phẩm máy nổ Oshima OS200 với hiệu quả làm việc tối ưu. Còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng trải nghiệm nhé. Như các bạn có thể thấy, đây là chiếc máy nổ OS200 với động cơ mạnh mẽ lên đến 6.5 HP. Bộ phận của máy bao gồm bộ khởi động máy, e gió, khóa xăng, cần ga, bộ lọc gió, nút ống xả của bình xăng con, bugi, ống bô, nút nhớt hai bên, bình xăng và cuối cùng là công tắc tắt mở động cơ. Phụ kiện đi theo máy thì gồm có khóa mở bugi, tô vít và sách hướng dẫn sử dụng. Máy rất dễ khởi động, đặc biệt là máy khởi động không cần ống gió. Tất cả bánh răng cam làm bằng kim loại, bugi của Đức, hiệu Bosch. Máy nổ Oshima OS200 có dung tích xi lanh 196cc cho công suất 6.5 HP, bình xăng con ít thao xăng. Máy có tỷ số nén là 8.5:1 và có số vòng quay là 3600 vòng một phút, giúp máy hoạt động một cách mạnh mẽ. Máy có kích thước trung bình, còn trọng lượng 16kg, giúp ta không quá khó khăn trong quá trình di chuyển. Chiếc máy nổ Oshima OS200 sản xuất theo công nghệ Nhật Bản tại Thái Lan nên chất lượng rất tốt và giá thành cực kỳ hợp lý, nên sản phẩm của Oshima được ưa chuộng nhiều tại Việt Nam. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy đặt mua ngay máy nổ Oshima OS200 của chúng tôi để công việc của bạn trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn nhé. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại tại thành phố Hồ Chí Minh 028 39 73 77 77, hoặc các bạn có thể truy cập vào website oshima.com.vn để xem chi tiết về sản phẩm và đặt hàng online. Đừng quên like và share cũng như đăng ký kênh video của Oshima để đón chờ thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.